Kính thưa quý vị, quay trở lại không gian của đêm nhạc ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị tiếp tục thưởng thức một ca khúc rất nổi tiếng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, đó là ca khúc Ca Dao Mẹ. Ca khúc này sẽ được thể hiện qua hai tiếng hát là bác sĩ Yến Thủy và sinh viên y khoa Tường Vi. Xin mời quý vị cùng chào đón hai tiếng hát. Quê hương, tôi còn vơ vơ thế giới hận thù.
Dạ vâng, xin chân thành cảm ơn bác sĩ Yến Thủy và bạn sinh viên y khoa Tường Vi đã mang đến cho chúng ta một ca khúc thật là xúc động, đúng không quý vị?